Giới showbiz bỗng đổ xô bia rầm rộ cho tiền ảo, chuyện gì đang xảy ra? Ngày 11 tháng 5, rất nhiều nghệ sĩ trong giới showbiz Việt bất ngờ đăng tải danh sách hoàn loạt tiền ảo và rủ rê người dùng đầu tư theo. Cũng trong ngày hôm đó, người mẫu Ngọc Trinh bắt đầu đăng tải hoàn loạt bài nói về tiền ảo khiến cho người dùng Facebook không khỏi bất ngờ. Chưa hết, người đẹp sinh năm 89 này còn chia sẻ tài khoản tiền ảo có giá trị gần 240 tỷ đồng, khiến giới đầu tư tiền ảo thực sự ngạc nhiên. Ngoài Ngọc Trinh, giới showbiz Việt hôm qua cũng khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi rất nhiều nghệ sĩ khác cũng đồng loạt chia sẻ hình ảnh về đồng tiền ảo. Nhất là những đồng tiền ảo mang hình ảnh của chú chó xuất hiện từ năm 2013 và đang nổi lên trong giới tiền ảo thời gian gần đây. Nội dung bài đăng của những nghệ sĩ này bao gồm danh sách một loạt tiền ảo hệ động vật đang nổi lên thời gian gần đây và được giới đầu tư tiền ảo bàn tán rất nhiều. Tuy vậy, bên cạnh quảng bá những coi trend đang nổi, đáng nói trong danh sách này còn có những coi rác như FTX, đồng tiền ảo vốn được liệt vào danh sách đen, có khả năng lừa đảo mới được VTV đưa tin những ngày gần đây. Và điều đặc biệt là những bài đăng này giống hệt nhau từ nội dung đến cách chèn hashtag khiến cộng đồng mạng dấy lên nghi vấn bia trắng trợn. Ngay sau đó, rất nhiều các bài báo và bay uy tín đã lên bài cảnh báo người dùng về việc dụ chơi coi, đầu tư vào coi. Nhìn vào các bài đăng của nghệ sĩ thì nếu ai tinh ý sẽ nhận ra được thoang thoảng mùi bia quá đà. Rất nhiều người nhận ra rằng các nghệ sĩ này đến thuật ngữ trong giới còn không nắm được nhưng lại lên bài nhận xét về coi cứ được gọi là uy tín. Nghi vấn được đặt ra là những kẻ đứng sau những sàn giao dịch lớn tại Việt Nam hoặc thậm chí là đội ngũ phát triển các đồng tiền số nói trên đã trực tiếp bỏ tiền ra thuê các celeb để đăng tải các thông tin đẩy nhu cầu thị trường lên cao. Trong đống tiền ảo được bia kia, được chèn vào cả coi rác đứng chung với những coi đang nổi để gây thêm uy tín nhằm dụ con mồi tức tay ăn theo. Sau khi bị vạch mặt, những nghệ sĩ này hiện đã xóa bài viết. Động thái này của những nghệ sĩ trên đã khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc. Liệu họ có thực sự là nghệ sĩ không hay là một kịch sĩ? Dùng uy tín, độ nổi tiếng của mình để bia cho những thứ mình chưa tìm hiểu kỹ, tiếp tay cho việc lừa đảo người khác, rồi khi bị phát hiện lại trở mặt, xóa bài như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Câu chuyện giới nghệ sĩ dùng chính bản thân mình để bia cho những thứ kém chất lượng, không rõ nguồn gốc đã là vấn đề nhức nhối lâu nay của xã hội. Dù được báo chí lên án ra rã hàng ngày, nhưng nó tự nhiên không hề mất đi, chỉ chuyển từ hình thức này sang hình thức khác. Từ kem trộn thực phẩm chức năng sang tiền ảo, từ hệ sức khỏe sang hệ đầu tư. Do đó, trước khi có bất kỳ chế tài nào cho vấn đề này, tốt nhất chúng ta, những người trực tiếp bị lợi dụng, phải cực kỳ tỉnh táo trước mọi quyết định, đừng để công sức lao động, tiền bạc và củ cải của chúng ta phải đội nón ra đi bởi cái danh ảo nghệ sĩ của ai đó.